gì đâu. Nó thua gì? Làm như nó sáng lên. Không. Dạ. Bà hỏi thấy bà không ạ?
Nói lớn lên đặng cho mà ổng với bả nghe. Mà rốt cuộc xui làm sao? Xui làm sao ổng về rồi bả vậy trong phòng có nghe được đâu. Ơi điện quản kia đi cho nó lớn. Vậy đi, vậy nói xấu ta được nè. Có gì đâu, khửi thôi chứ. Con khùng đó kìa. Định nó qua chưa? Nữa hả? Trời, thấy sợ thiệt. Chứ gì nữa. Sao cách ly tao vậy? Qua đây ngồi với tao vậy? Ai biết đâu. Nè uống này cho chú bự nè. Trời gùm beng cho người ta cười. Ai cười che. Trời ơi trời ơi. Chết rồi. Trời ơi. Mẹ nó, chắc mẹ nó kêu cái gì bản quá. Thì ta chơi mà không vui. Hôm nay chơi đến thinh. Cái banh mà đến thinh. Nổi. Ngày mai chắc con đi mua đồ để coi buổi trưa. Coi con rảnh con chạy đi mua đồ cho rồi. Thì mua quần áo đó. Hồi sáng con xin chú luôn. Con nói bữa đó suy nghĩ. Hình như ông đi Đà Lạt hay vậy. Bữa đó về đường ông đi Đà Lạt thì kệ xin tiếng. Ông nói trời ơi mới đây năm mới đó nhanh vậy. Cái nó đúng rồi nhanh đó. Trời ơi chứ không ừ. Nó mà làm chỉ có lễ tân thôi. Lễ tân nó làm. Chị vô lại ơi. Gần quá sức mạnh con. Năm thùng mà cũng được. Vì nó nhắn trong như gì hôm qua nghe ông nội tài chở một thùng vậy đó. Có không? Hay là tôi hiểu lầm? Là cô Út quá. Trời ui nhiều quá. Trời trời. Tới mất rạch rồi. Thì thôi buổi sáng nhậu hết đi má. Trời ơi trời, buổi sáng thôi là hết rồi. Nghe. Cỡ nào cũng gài. Cũng gài vô mới được. Ôi nó chứ nửa Út mua xong cái con dẹp lên 2 thùng. Nhanh lên anh ơi.
tỷ kìa chân. Có nước nè. Đậu nành. Cái gì? Uống đậu nành. Cái gì? Uống đậu nành cho chú bự. Tao bự sẵn rồi. Chài vậy sao? Ủa rồi sáng như sao rồi? Nó nhắn rồi hả? Ờ, à, vậy thì đợi đi. Chưa. Biết nhắc tao sao? Tao thấy chú Banh đi, tao đi theo mà.